Chào mừng quý vị trở lại với Laden Vlogs USA Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với Laden Vlogs Xin hãy nhấn nút subscribe hay là nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Laden nhé Sau đó hãy nhấn nút chuông để có thể nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Laden có video mới Xin xin cảm ơn quý vị rất nhiều Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay Chiều 12 tháng 5 năm 2021 sẽ bao gồm 3 phần chính như sau. Phần thứ nhất, thêm một tiểu bang công bố chính thức sẽ rút khỏi các chương trình trợ cấp thất nghiệp của liên bang. Phần thứ hai, tiểu bang Georgia có thông báo gì về việc cắt tiền trợ cấp thất nghiệp của liên bang giống như những tiểu bang này hay không? Những tiểu bang nào cũng có thể sẽ rút khỏi chương trình trợ cấp thất nghiệp của liên bang trong thời gian ngắn sắp tới. Phần 3, EDD giới thiệu một giải pháp mới. Sau hàng triệu cuộc gọi điện thoại không có ai bắt máy và thời gian chờ điện thoại quá lâu và sau đây là bản tin thứ nhất. Quý vị thân mến, sau 10 tiểu bang tuyên bố rút khỏi các chương trình trợ cấp thất nghiệp của liên bang, tiểu bang Wyoming là tiểu bang thứ 11 cũng tuyên bố chấm dứt các chương trình trợ cấp thất nghiệp của liên bang tại tiểu bang mình. Thống đốc tiểu bang Wyoming là ông Mark Gordon đã thông báo vào chiều ngày thứ ba rằng sẽ chấm dứt việc hỗ trợ 300 đô la hàng tuần và những chương trình trợ cấp khác của liên bang cũng với lý do là bị thiếu hụt người lao động. Ngoài việc này, Tiểu bang Wyoming cũng sẽ rút ngắn lại chương trình trợ cấp thất nghiệp thông thường của tiểu bang trở lại 26 tuần lễ thay vì là 53 tuần. Trong thông báo này, thông đốc cho biết các chương trình trợ cấp thất nghiệp như 300 đô la mỗi tuần, chương trình PEUC và chương trình PUA sẽ chấm dứt vào ngày 19 tháng 6 năm 2021 trên trang tweet của mình thống đốc tiểu bang wyoming cho biết hôm nay tôi thông báo wyoming rút khỏi các chương trình trợ cấp thất nghiệp đại dịch của liên bang và khẳng định rằng tôi nhận thấy được những thử thách mà các chủ doanh nghiệp ở wyoming đang gặp phải điều cấp bách mà chúng ta cần làm là bằng mọi cách phải khuyến khích việc thuê mướn công nhân người dân muốn làm việc và công việc thì đang có sẵn việc khuyến khích người dân không làm việc đơn giản không phải là một người mỹ theo lập luận của thống đốc tiểu bang Wyoming, tiểu bang của ông đang có rất nhiều công việc cần người làm và người dân cũng đang muốn đi làm trở lại. Việc ngưng tiền trợ cấp thất nghiệp của liên bang trước tháng 9 là một việc cần phải làm để đưa người dân trở lại làm việc. Việc khuyến khích người dân không trở lại làm việc đơn giản không phải là tính cách của người Mỹ. Quý vị thân mến, thông tin thứ hai có liên quan đến việc tiểu bang Georgia có ra thông báo gì chính thức liên quan đến việc cắt tiền trợ cấp thất nghiệp của liên bang giống như những tiểu bang khác hay không? Đây là một câu hỏi được đưa ra từ một trong những vị khán giả thường trực của kênh Ledin Vlogs. Tính đến lúc Ledin đang làm video này là 3 giờ chiều ngày 12 tháng 5 năm 2021 thì tiểu bang Georgia vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức gì về việc rút khỏi các chương trình trợ cấp thất nghiệp của liên bang. Tuy nhiên, đã có một số nguồn tin cho biết Georgia cũng nằm trong danh sách một trong những tiểu bang đang cân nhắc việc rút khỏi các chương trình trợ cấp thất nghiệp của liên bang sớm hơn dự định. Tại trang nhà của Sở thất nghiệp tiểu bang Georgia cũng đã có những thông báo cho biết tiểu bang đang thiếu nhân lực rất nhiều. Trong thông báo này, Sở thất nghiệp cho biết tiểu bang đang có khoảng 240.000 công việc đang cần người làm, trong đó có hơn 40.000 công việc là thuộc lĩnh vực giải trí và khách sạn. Nếu dựa theo tình hình này một cách khách quan, theo LinkedIn Georgia có thể là một trong những tiểu bang tiếp theo công bố rút khỏi các chương trình trợ cấp thất nghiệp của liên bang trong một ngày gần đây. Tiểu bang thứ hai cũng nằm trong danh sách đỏ có thể sẽ rút khỏi chương trình trợ cấp thất nghiệp của liên bang là tiểu bang West Virginia. Trong một lời phát biểu của thống đốc Jim Justice, tiểu bang West Virginia, ông cho biết tiểu bang West Virginia cũng đang cân nhắc việc từ chối các chương trình trợ cấp thất nghiệp của liên bang bao gồm 300 đô la mỗi tuần, trước thời hạn 9 tháng 6 năm 2021. Theo lời của ông thống đốc, tiểu bang đang có rất nhiều người dân đang chịu ảnh hưởng và cũng có rất nhiều rất nhiều người đang gian lận hệ thống thất nghiệp. Các cơ sở kinh doanh của chúng tôi thì đang vang nài người dân hãy trở lại làm việc. Tuy vậy, cả hai tiểu bang Georgia và West Virginia vẫn chưa đưa ra những thông báo chính thức cũng như ngày hiệu lực việc chấm dứt các chương trình trợ cấp thất nghiệp của liên bang. Quý vị thân mến, tiếp theo Lê Đinh xin chia sẻ với quý vị một cập nhật mới của EDD nhằm giải quyết phàn nàn của người dân về hàng triệu cuộc gọi điện thoại cho EDD nhưng không có người bắt máy và những cuộc chờ điện thoại quá lâu mà cuối cùng vẫn không gặp được nhân viên của EDD. Theo một bản tin được đăng trên tòa soạn báo ABC, để tránh tình trạng, người dân gọi cho EDD quá lâu và cũng không gặp được nhân viên của EDD, EDD đã đưa ra một tính năng mới để mọi người không cần phải chờ lâu nữa. Đó là tính năng gọi lại, tức là call back. Theo giải thích của EDD, nếu như quý vị gọi vào cho EDD mà không có nhân viên bắt máy, sau khi quý vị chờ khoảng 15 phút mà không bị kick out khỏi đường line, quý vị sẽ được hỏi rằng quý vị có muốn chọn để nhân viên edd gọi điện thoại trở lại cho quý vị hay không nếu quý vị đồng ý chọn lựa này quý vị hãy cung cấp số điện thoại của quý vị và sau đó hãy cướp máy edd cho biết số điện thoại của quý vị sẽ được lưu lại trong waiting list tức là trong danh sách chờ đợi và khi đến lượt số điện thoại của quý vị hiển thị đầu tiên trong danh sách chờ đợi nhân viên edd sẽ gọi điện thoại lại cho quý vị Tuy nhiên, có hai điều mà quý vị cần lưu ý là chức năng mới này chỉ được áp dụng cho các đường line tiếng Anh. Do đó, nếu quý vị gọi điện thoại qua số IDD tiếng Việt thì quý vị không chọn được tính năng này. Lưu ý thứ hai là quý vị phải được vào trong danh sách chờ đợi thì mới có thể chọn được tính năng này. Điều này có nghĩa là nếu như quý vị gọi cho IDD chỉ sau một vài phút đầu thì quý vị bị tự động disconnect tức là đường dây tự động bị ngắt, chứng tỏ hàng đợi của EDD hiện đã đầy, đường dây của quý vị vẫn chưa được đưa vào trong hàng chờ đợi của EDD. Trong trường hợp này, quý vị hãy tiếp tục gọi lại và gọi lại đến khi nào đường dây của quý vị được đưa vào trong hàng chờ đợi của EDD và EDD sẽ hỏi quý vị option rằng quý vị có muốn để lại số điện thoại của quý vị để EDD gọi lại cho quý vị hay không. Lê Đinh hy vọng trong thời gian sắp tới, EDD sẽ mở rộng chọn lựa này cho các đường lai like tiếng Việt cũng như những ngôn ngữ khác để giải tỏa những khó khăn của quý vị khi cần phải liên lạc với EDD. Quý vị thân mến, tóm lại trong video chiều ngày hôm nay, Lê Đinh muốn thông báo cho quý vị, tiểu bang Wyoming là tiểu bang thứ 11, công bố các tiền trợ cấp thất nghiệp của liên bang trước ngày 6 tháng 9 năm 2021. Ngày hiệu lực sẽ là ngày 19 tháng 6 năm 2021 tại tiểu bang này. Sau ngày 19 tháng 6, các chương trình PUA, PEUC và 300 đô la hỗ trợ hàng tuần từ liên bang đến cho tiểu bang Wyoming sẽ không còn nữa. Những quý vị nhận chương trình trợ cấp thất nghiệp thông thường của tiểu bang cũng sẽ nhận được tối đa là 26 tuần lễ, chứ không còn là 53 tuần lễ như trước nữa. Theo sau, tiểu bang Wyoming có thể sẽ là tiểu bang Georgia và West Virginia nhưng hai tiểu bang này vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về phần tiểu bang california edd đã đưa ra một option hay là một tính năng để giúp đỡ cho người dân của tiểu bang có thể gọi điện thoại cho edd một cách dễ dàng hơn đó là tính năng call back quý vị gọi điện thoại vào số tiếng anh của edd nếu như quý vị được đưa vào trong danh sách chờ đợi quý vị được chọn option call back tức là để lại số điện thoại của quý vị để cho nhân viên EDD gọi lại cho quý vị khi đến lượt số điện thoại của quý vị. Và đó là những gì Lê Đinh muốn gửi đến cho quý vị trong bản tin chiều ngày hôm nay. Lê Đinh rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị đối với Lê Đinh Vlogs USA. Nếu quý vị là người mới đến với Lê Đinh Vlogs USA và muốn ủng hộ cho Lê Đinh, Lê Đinh xin mời quý vị nhấn nút subscribe và nhấn nút chuông để nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi lê đinh có video mới và cũng xin nhấn nút like nếu như quý vị thấy video này mang đến những thông tin hữu ích cho quý vị trước khi tạm chia tay lê đinh xin chúc quý vị và gia đình lúc nào cũng luôn vui vẻ mạnh khỏe và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo